các vận động viên. Mang số đeo 106 Nguyễn Mạnh Cường, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Mang số đeo 111 Từ Ngọc Nam, đơn vị tỉnh Bình Dương. Mang số đeo 112 Nguyễn Văn Quang, đơn vị tỉnh Khánh Hòa. Mang số đeo 113 Ngô Quang Trung, đơn vị thành phố Cần Thơ. Và mang số đeo 116 Trần Hữu Thuận, đơn vị tỉnh Bình Dương. Phần giới thiệu trên đã xong, mời trọng tài kỹ thuật hướng dẫn các vận động viên vào trong chuẩn bị thi đấu. Mở đầu cho phần thi tuyển chọn là vận động viên mang số đeo 106 Nguyễn Mạnh Cường, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Vừa hoàn thành xong phần thi tự chọn. Tiếp theo là vận động viên mang số đeo 111 Từ Ngọc Nam, đơn vị tỉnh Bình Dương. Tiếp theo là vận động viên mang số đeo 112 Nguyễn Văn Quang, đơn vị tỉnh Khánh Hòa.
con người xin được chọn. Liên tục chương trình là phần thi đấu của vận động viên mang số đeo 113 Ngô Quang Tùng, Ngô Quang Trung, đơn vị thành phố Cần Thơ. Vận động viên Ngô Quang Trung vừa hoàn thành xong phần thi tuyển chọn của mình. Và liên tục chương trình là phần thi đấu của vận động viên mang số đeo 116 Trần Hữu Thuận, đơn vị tỉnh Bình Dương. Xin chúc mừng vận động viên Trần Hữu Thuận vừa hoàn thành xong một thi tuyển chọn của mình và cũng đã khép lại nội dung thi tuyển chọn của các vận động viên. Và để chúng tôi xin công bố kết quả cho các nam vận động viên có tổng điểm là 90 kg tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Kết quả được công bố như sau: hạng 3, vận động viên Trần Hữu Thuận, đơn vị tỉnh Bình Dương; hạng 2, vận động viên Nguyễn Mạnh Cường, đơn vị tỉnh cho các bạn là cao, xin chào các bạn, các bạn, phó bộ trưởng bộ Việt Nam, xin chào.
trong khuôn khổ đại hội Vũng Tàu toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi nhiệt tình của quý vị và các bạn.